Chào. Chào bạn. Chào anh. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi nói lên tất cả. Đây là môn hockey trên cỏ và ngày hôm nay thì Trang cùng người bạn đồng hành Hà Hiền đến đây là xin anh Phúc là cho được trải nghiệm bộ môn này, đúng không anh Phúc? Ok, được. Rất là hoan nghênh hai bạn tham gia trải nghiệm môn này. Và thưa quý vị, là các bạn có nhận ra đây là ai không ạ? Xin chào mọi người, mình là diễn viên Hà Hiền. Thường thì Hà Hiền cũng rất là thường xuyên đi đá bóng. Hồi nhỏ thì Hiền có tham gia các bộ môn như là bóng chuyền, bóng rổ. Thì nói chung là thì Hiền cũng là một con người rất là yêu thể thao. Anh Phúc kìa, bạn ấy là có năng khiếu là bóng chuyền, bóng rổ, đá bóng này. Vậy cái điều đó có trợ giúp được gì cho việc luyện tập và trải nghiệm hockey ngày hôm nay không? Cái bộ môn hockey này khi mà bạn có một cái nền tảng thể thao rồi thì bạn chuyển qua chơi môn hockey rất là dễ. Thì nó sẽ có hỗ trợ cho mình về cái sức khỏe và cái kỹ năng, cái chiến thuật thi đấu như thế nào, nó rất là tốt. Hy vọng rằng những cái kỹ năng mà bạn có này, việc luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và chơi nhiều môn thể thao như thế sẽ giúp bạn chiến thắng Trang trong những cái trải nghiệm ngày hôm nay, được không ạ? Bây giờ thử luôn nhá. Thử luôn nào. 1, 2, 3, yeah. Muốn chơi hockey thì mấy bạn phải biết cách cầm gậy. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách cầm gậy ha. Chứ mình cầm lên bằng tay trái, tay trái cầm cái đầu gậy và tay phải cầm ở giữa cái thư gậy ha. Tay trái mình sẽ cầm là trên cái góc chữ V, cái chữ V của mình, ngón trỏ cái ngón cái nằm ở trên cái cạnh nhỏ của cái cây gậy ở trên này. Hockey thì mình điều khiển chủ yếu là bằng tay trái và mình tiếp xúc banh bằng cái mặt phẳng này. Banh mà chạm vào cái mặt lồi này thì sẽ bị lỗi. Nó cũng giống như đá banh, là banh chạm tay. Hockey cũng giống như đá banh vậy, cũng 11 người. Qua bên ngang vai bên trái của mình rồi thì mình chặn lại và mình đưa vào bên tay phải lại, di chuyển cho banh qua, nhớ là tay phải không xoay theo nha. Mặt gậy bạn phải đứng thì bạn mới đưa cho banh đi ngang được. Gậy dính vào banh và mình dắt cho banh đi lên thẳng lên, mình sẽ hứng banh và mình chặn ngay trước mũi chân phải của mình, úp mặt gậy tới chút xíu và mình chặn. Không đánh gôn mà không đánh được chúng á? Không phải là đánh gôn, cái banh dính vào gậy, dính vào gậy và bạn đẩy ra từ đằng sau đi lên và đẩy. Nếu mà mình chạm vào gậy là mình lỗi, mình chỉ được lấy trái banh ra khỏi cây gậy của bạn thì được. Tập trung coi hai người hay quá. Chạm gậy rồi. Không, khi mà mình tiếp xúc với banh á, mình chạm gậy nhưng mà mình tiếp xúc với banh là mình không có lỗi. Khi mà mình phải sử dụng cổ tay trái rất là nhiều để mà mình lực cái cây gậy nó qua cái phần phẳng để mà khống chế được quả bóng, thì đó là cũng là một cái lợi thế khi mà mình đã từng chơi rất là nhiều bộ môn thể thao khác như bóng rổ, bóng chuyền thì cũng sử dụng tay. Khi mà mình lên tới đây rồi, mình sẽ chặn banh lại và mình di chuyển, đưa banh ngang như hồi nãy mình đã tập, đúng không? Cái kỹ thuật này để mình cái động tác lừa banh của mình tốt hơn và mình có thể mình lừa banh qua đối thủ. Khi mà huấn luyện viên Phúc vừa mới chỉ cho Hiền và Trang thì Hiền cũng đã hoàn thành tốt, rất là tốt cái bài tập đó. Có lẽ là Hiền đã thắng Trang trong cái phần thi này. Trang đã bỏ cuộc cái thử thách này và đã yêu cầu anh Phúc là thôi anh cho em trải nghiệm thực sự về trận đấu luôn. Vì Trang hy vọng rằng là vào trong trận đấu thì khi mà đã bắt nhịp được với trận đấu thì Trang sẽ có thể thực hiện được một vài điều kỳ tích nào đó.
chưa khéo nên là cần có đồ bảo hộ này để không vào bóng vào ống đồng. Khi mà Trang truyền cái trái banh đi, theo thói quen là cái tay cầm gậy của Trang sẽ vung lên hết cỡ, và như vậy là trong hockey đấy là một điều sai luật mãi mà Trang không sửa được. Lúc vào trận đấu là Trang lúc nào cũng phải tự nhủ là cố nhớ là không được vung gậy lên. Như vậy thứ nhất mình vừa phạm luật này, thứ hai là mình lại vừa gây chấn thương cho đối phương nữa, rất dễ gây chấn thương cho đối phương. Lúc mà vào trận thì Trang chưa kịp tư duy thì banh đã tới nơi rồi, và đỡ được quả banh xong mà không biết mình phải truyền hướng nào, truyền cho ai và làm gì tiếp theo để có thể ghi được bàn nữa. Rất là nhiều lần đồng đội đã tạo cơ hội để cho Trang có được banh nhưng mà banh cứ đến tay là lại là mất banh thôi à. Đầu tiên là nó dễ ở cái mức độ là khá là giống với bóng đá mà hay chơi. Và còn cái khó ở đây là cái khó điều khiển cây gậy, và cũng giống như là điều khiển quả bóng làm sao để ghê dắt này kia để qua đối phương rồi ghi bàn. Với Hiền đã trải qua một buổi trải nghiệm hockey, lúc này cảm nhận của Hiền như thế nào? Qua cái buổi trải nghiệm này thì Hiền cảm thấy rất là vui khi mà mình lại biết được thêm một cái môn thể thao mới. Bữa nay hai bạn có một buổi trải nghiệm rất là tốt, tiếp thu rất là lẹ. Như bạn Hiền thì bây giờ có thể tuyển bạn Hiền vào tập luyện để đi thi đấu với đội được rồi. Mai Trang thì chưa được. Vẫn được. Mai Trang là sẽ vào đội tuyển nữ, cũng có thể đi thi đấu cho đội. Em là không có chơi môn thể thao đâu cả, trong cái bạn đấy là bóng chuyền này, cầu lông này, rồi bóng đá là đủ cả. Thế cũng phải so sánh dựa trên cái nền tảng gốc của mỗi người chứ đúng không? Em nghe nói là mình cũng đang tuyển thành viên để mà tập luyện đúng không anh? Nếu mà các bạn yêu thích theo đuổi môn hockey, muốn trải nghiệm môn hockey này thì các bạn có thể theo đội tập luyện, và cái lịch tập luyện của đội hàng tuần là thứ năm hàng tuần ở 780 Siêu Vận Hạnh, và ngày chủ nhật hàng tuần là đội sẽ tập tại Hockey Center ở Long An này. Vậy là ngày hôm nay là cũng cảm ơn anh Phúc và cả đội đã dành thời gian cho bọn em có thể trải nghiệm được bộ môn hockey. Sắp tới đây cũng chúc cả đội là thi đấu thành công tại kỳ SEA Games, và hy vọng rằng là hockey sẽ phát triển hơn nữa ở Việt Nam, không chỉ là ở Thành phố Hồ Chí Minh mà sắp tới còn có thể là ở Hà Nội nữa đúng không ạ? Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ tất cả cùng chào khán giả nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Trong lúc chờ đến giờ ăn tối, đoàn chúng tôi được các anh Potter chỉ cho môn đẩy gậy. Môn thể thao thường được tổ chức thi đấu giữa các trai tráng trong thôn làng vào dịp lễ hội đầu xuân của người dân tộc Mông.